anh em. Thì anh em mình làm suốt 3 tuần. Bây giờ là con số đạt được 920 sub. Và cảm ơn 920 người đăng ký đó thì mới có được cái cơ được mình hôm nay. Thì 1000 sub thì mình sẽ gọi là livestream quay số trúng thưởng, chọn ra 3 bạn để nhận được cạc điện thoại nha anh em. Thì cái luật chơi nó cũng đơn giản lắm. Thì mình cứ công bố xong bắt đầu là tới mình công bố xong là 24 giờ sau là gọi là giờ này ngày mai đó là mình bắt đầu livestream để mình quay chọn ra 3 bạn nha. Đó, thì mình cảm ơn tất cả anh em để yêu mến ủng hộ mình nha. Thì 1000 sub thì anh em mình sẽ làm clip làm cái nhà tranh cái gì phất đất. Nhà tranh gì đó, nhà tranh phất đất gì đó. Đó. Thì làm ở sau đây. Đó, sẵn để làm clip rồi thử thách 24 giờ kiểu nha. Mong anh em ủng hộ mình để sớm đạt 1000 sub nha anh em. Hello anh em, chúc anh em có một ngày mới vui vẻ nha. Đến với video tiếp theo thì anh em hôm nay anh em mình sẽ làm món gọi là món ít người ăn, món ít người ăn được ạ. Đó chính là món món cơm chấm lộn, cơm ăn với cá. Dạ chứ clip hôm nay thì anh em mình sẽ làm cốc xào sữa ớt với quên ăn cốc thì chết nữa. có mặt mấy công ăn vô xong rồi cô cũng sống đây, nên là hôm nay anh em mình sẽ làm ớt xào sữa ớt nha anh em, với lại cá lóc nướng đó. Hôm nay anh em mình sẽ ăn cơm luôn. Thì bây giờ thì 2:10 rồi, anh em tranh thủ lên clip chiều đi ăn tắc ni á lộ, đi ăn dỗ nhanh ly. Rồi anh em đón xem clip của mình nha. Anh anh cười lại đi. Đó, bỏ gì nói lại thử. Đây nước chanh này nấu với cá lóc nấu với anh em uống nước chanh với cá lóc không? Không chơi cá lóc nấu ai đủ mấy gớm quá. Cái đầu máu me không cá lóc nấu cá lóc nấu với cau kè, không lấy cau kè nấu cơm ăn mẹ đi, lấy sữa bữa sau lấy sữa nấu cơm ăn nha anh em. Ok anh em, đây là cái đây nha anh em. Đó thì đó là cái đó. Ok thì cái này là thế thì là cái này nha anh em, còn đây là cái đây nha. Thì đó, ok. Thì đây là cái đây nha anh em. Đây là con cá nha anh em. Cá mini anh em ơi. Con cá đó là cá nóc với lại con ếch nha anh em. Đó thì bây giờ là ướp hai con luôn. Đó, còn đây là anh em mình nó đang dạ nước mắm rồi. Dạ nước mắm là dạ gì? Nói chung dễ cho bị nha anh em. Đó thì đây là rau, đây là xe tế. Đó còn con kia ngồi đó làm gì mày, còn đây cũng là em mình luôn nha em. Đây là em ướp mình không á. Đó giờ tiến hành là ướp nha anh em, ướp xong rồi là lên vị nướng. Đó. Ướp nướng hết xong rồi đổ nha anh em. Đổ chó luôn, theo ăn đổ chó. Chó. Bữa nay anh em mình làm clip ẩm thực nữa là anh em mình chia tay nha. Thì là mấy mình làm chó thì luôn là con chó thì tôi hành tỏi vô xẻ nó trước nha anh em. Em phải làm này. Ừ em. Cái vô cái chai vậy. Khổ à. Chào đi anh em. Tiếng này quay không? Hay là xuống ăn trực? Này quay không? Mình chỉ là một thằng ăn trực thôi. À ăn trực. Tiếng ăn trực. Nói hổ. Cái chú nói làm anh cái vé đó. Nhanh bỏ ớt vô nha nè. Chứ phải cắt rồi. Đụng cắt cho chết rồi. Chết à. Cắt nhìn nó gớm bè được. Bị khùng à. Chú nãy giờ em từng con cắt. Đụ mẹ. Con ăn vô bắt ngửa chứ mẹ. Con này con. Còn cá là nướng. Mang nhiều nước lọc này. Đụ mẹ con em sao à bay. Ừ. Đụ mẹ nóng. Đây là chè đập chú à. Đá chè vậy. Đá chè bèn không? Được bị mày. Đá bèn hả? Đào. Gõ lên bong.
sao chim sẻ chưa? Cái gì vậy? Làm clip gì mà hết dầu ăn nhanh vậy? Có làm gì còn tối không vậy? Mày nó hay xin lắm nè, xin về làm gì biết? Lồn xin về làm đéo gì biết? Là anh em là nè, đây ăn cái lúc này cũng xin cho ăn về mô bị khô nhờn à. Cha chú nó chết má. Tao tao vậy vậy. Nếu mà bồ của ông Hồng nghe được thì chia tay luôn. Chia tay đi, đỡ mất dầu đi. Chia tay đi, đỡ mất dầu đúng không? Dầu gì mình ăn hết hoài à. Tối nó còn ngủ nè. Dầu mới hôm qua được nửa chai mà rồi má, còn được một nửa cũng một nửa mà Hồng xin về. Đi về. Đi xe, đi xe. Qua xe. Quay lúc đi về đi. Về đi. Ờ đồ nó giật mẹ đi. Đúng không? Hôm nay mình mời mời ở bên Dubai nha. À, mời anh Lý. Lý Dubai về nha. Đó. Bên Dubai về. Nấu sao đổi anh em. Nó đủ mẹ chén với đầu mày giờ. Đây là đầu bếp Dubai, còn đây là đầu bếp ở DJ. Mày chó rồi. Mày chó thiệt biển luôn. Đầu DJ à. Mẹ. 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 Này có clip cho chó nha. Chó nó thơm ăn hoài đấy. Chó mẹ 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 cũng không. Nữa. Đồ quá nóng. Đó, nó mẹ đi tắm hình nè. Đó, tắm hình nè. Đó. Rồi, ok. Rồi, có máy quay quay liền. Đó. Đây là hồng hành tây anh em. Cái quần này đủ mấy. Ăn hoài, ăn hoài. Mày đói lắm à? Nãy nó đi ăn cơm chưa? Hả? Nãy đi ăn cơm chưa? Đang ngậm đi thuốc không trả lời được. Hả? Em mất rồi chưa? Rồi chưa? Em hỏi trả lời. À, nãy chưa đi cái thằng quần này. Ăn hoài, ăn hoài. Anh Lê chín nha anh Lê. Anh Lê. Chưa? Anh Lê lời nói của em vậy. Lần nó không có dòng lượng trong clip này. Tao đi về mẹ đi. Mẹ đi. Đi đi. Mẹ đuối. Đi. Đóng cửa. Thế đó. Em miếng cái đầu nó không có đủ lòng ăn. Đi mẹ mày giúp tao đây. Chặt đi ô về nha. Cái bộ gì anh Ba anh em. Mời xem nó trong này nó trắng gì đây. Ờ đủ cái này nó trắng báo này đủ không? Ờ. Đủ đủ, đủ ớt. Đủ ớt như đủ ghè luôn. Còn cá sao? Cá nướng từ từ. Cá nướng nhanh đi. Ok. Thì đây là cái đây nha anh em. Đang nướng nha anh em. Đó. 100 năm sau anh em sẽ thấy cá chín. Đó đây, cận cảnh cá đây. Nướng xong rồi hết chỏi cho vừa. Tôi không cứ dép vô mặt mày quá. Muốn chè bây giờ. Đem chè bây giờ. Đập luôn đi. Đó đó. Phe ló. Quýnh luôn. Mấy cái thằng quần này đủ. Giờ quýnh ghê bây. Thì em ăn con miếng đó mà. Anh đi vào tủ lạnh. À, anh đi vào nhà. Bỏ cái xét anh. Bỏ cái xét á. Biết. Ý là anh em. Anh em. Ờ đừng cắt đi em về nha. Bỏ cái xét á. Đợi hòn về anh em mình review sau còn được. Rồi anh em không lại ăn đi. Anh đút cái nói anh Thành. Ui. Miếng đi. À không miếng đi, miếng nào buồn. Buồn quá. Mấy anh mời mà em nó khinh. Không từ lúc mà không mời là nó vô lại là uống. Nuốt đi về mẹ đi. Ừ, được rồi, về mẹ đi. Về mẹ đi. Rồi lấy cái xe đi về mẹ đi. Biến ăn. Ừ, về mẹ đi. Bạn nó con đuổi lắm mà. Bye bye nha. Chạy bộ về nha. Bye nha. Bye. Út. Cái đồ mấy cái đấy có tiền mua nước ngủ mày quần này mất chạy mày. Rồi ok thôi lắm nha anh em. Cái anh em có nghe mùi gì không? Nghe mùi thấm á. Đồ mẹ nướng chế người đây. Người đây đậu. Người nè anh em đó. Chín đó nè, chín đó nè. Chín rồi. Đồ mẹ đưa dùng hát nóng cái điện thoại luôn mà. Chín rồi ăn đây, đừng cho Hồng ăn cái đó nữa. Nhường luôn. Ăn xong màng tan luôn. Xíu lụm cái méng nó bỏ vô cho nó ăn nha. Ừ xíu nữa. Ờ à, đúng rồi. Bé chạy ra ngoài sau vườn biết. Sau vườn nó có cái mấy cái tô to á để cho nó ăn cho nhiều. Mấy gà. Có cùng mấy gà đúng không? Ờ mấy gà mấy vịt đó. Nhiều to lắm. Cuộc sống này. Đi về mẹ đây hả? Vườn đi về đây. Nó bắt bé ăn đu chất kiện. Tự nhiên mua nước ngọt giờ ngồi đây rồi ngồi xem. Đồ đi mẹ với mẹ. Giờ mẹ. Nó đuổi hài quá. Đấy anh em. Tháng trời, 2 tháng trời làm nó không? Có ra rồi. Quần ăn quà không? Thế giống như ngãy rồi ạ. Nghe có lưỡi nha anh em. Đây anh em. Đó. Quạt lại đi anh. Quạt lại. Ý, cái tay mới đi đâu về vậy? Còn em rửa tay. Sao cái đâu? Đổ vô. Đây. Đây anh em. Quét đặc sắc. À có đói bụng không?
tôi là anh em đó. Đây là mình giới thiệu là đây là cá, cá mà cá chín, không là cá sống. Xong rồi nha em. Đang miếng bánh chén. Alo alo alo. Rồi. Alo ngoài đây. Alo alo, thì đây anh em. Giờ cứ chuyên mục đầu bếp đi. Dạ anh em. Đó. Giờ xong rồi nha anh em. Xong rồi nha em. Quét rồi sạch. Giờ bắt đầu review. Món quà mấy? Nó hỏi món này món gì mà. Đây đây nè. Thôi chưa chưa chưa. Đó. Để hết nó bé đâu. Gì vậy đó, nửa con thôi. Con ăn hết rồi đi về. Ừ. Cho miếng bánh chén đi về. Đây dưa leo đi về rồi. Rồi cho miếng cục ớt nữa. Về đi. Cho một cục ớt nữa. Ê tròn tròn rồi lấy cái bì bỏ cá, bỏ ớt, bỏ miếng cái liu. Bây giờ bỏ bồng bồng túi đó. Ờ đi về. Lấy em xong rồi em. Rồi, tiến hành review nha anh em. Rồi bây giờ đầu bếp nhờ trước hả? Bếp thử trước đi. Cái này của em hả? Cái này của em. Đó, đi, về đi. Đi về đi. Nữa. Để bánh đèn. Bóc mẹ đi, lấy cái ấy nè. Cái này bóc ông. Dạ chú chứ ăn đó. Đây em thử đúng không? Mời anh em ăn. Ừ. Ăn đi em, không sao đâu, đừng ngại. Kêu thêm miếng bánh đe chứ. Trời ơi, xin. Dạ luôn. Dạ luôn. Dạ xương luôn. Dạ xương, xương nó giòn lắm. Ừ. Dạ luôn xương mới ngon. Chó hả bây? Anh em. Clip này cũng nhắc chó hả bây? Được được dịch mẹ đi. Để mình sẽ xiên vô cho nó đẹp đẽ nè. Đó, xiên này vô. Xiên này vô. Ăn hết bình nước ngoài á. Ừ. Kiểu cái tọc chứ nó ngồi gì vậy đó. Đúng mày. Anh em. Sao? Thấy sao? Ngon. Thịt ngon hả? Dài. Thịt nó. Những thịt đó đó anh em. Cộng quá, chú ớt xài ớt cho luôn. Nói chung là cay, ngon. Đỡ thiệt á. Dúng thịt gà. Dúng thịt gà. Rồi thử đi, thử thịt gà. Để. Dạ. Anh em. Thử lấy bánh đa á. Bánh đa ăn bánh chén thôi nha. Bánh đa ăn bánh chén nha, được ăn nha. Này cho miếng dưa leo được. Nam có sự xúc miệng của họ. Thử luôn miếng của anh nhỏ luôn được. Cho miếng dưa leo nè. Cầm nó ăn luôn. Muối. Cầm muối luôn luôn. Cảm nhận hương vị nó à. Thôi mình giờ mình chơi bóc đi. Chơi thử đi. Cho bóc đi. Còn mấy chén lắc cho nha em. Ăn đi, thử đi. Đụng mày ngại đi. Lúc cần ăn không ăn, lúc không cần. Tay bị rụng nè. Anh đi cho em gì tôi ăn mấy chén không? Nó bị cái gì ra luôn nè. Buồn hả? Mà nhìn da nó còn ghê quá anh em. Hết mà. Ghê như da rắn. Bụt rắn béo lắm. Cái gì béo? Da béo quá. Tụi nó cái mé béo chứ. Ăn miếng này. Cũng ăn. Ăn đi. Ăn da thôi, á lộn. Ăn da thôi. Bánh đa thôi. Ăn xong về đi. Xong về nha. Mời em nha. Dở nha. Mẹ buồn buồn đi về đi nha. Không, em lại. Cho chú mời cái gì bay. Đồ ăn em nha. Mình ăn chưa? Em ăn được ớt ở ngoài rừng nó. Mời em miếng cá nướng nha. Ở đây nè, ớt này nó nuôi nè. Nó nuôi. Ngon không? Ớt thì ớt ngon. Xương nó cứng. Đúng mà cái tay em bị rung 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 sao. Ngon rồi. Xương nó cứng hơn người. Ngon không? Ngon không? Ngon. Nó sẽ chàm. Ớt rừng nó không có cứng. Giòn. Không khác gì thịt gà xào gió không á. Ừ đúng rồi. À. Gà ơi. Mà người gà ngon hơn gà. Không giòn. Nóng đuôi gà. Có bánh chén giòn thôi nha. Còn cái dài béo 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 hả? Bên này xương có giòn hả? Ừ. Nhà mắc cổ mẹ mắc. Ngon. Đang ăn lòi mẹ thương ngay rồi. Anh mắc cái bóp rồi. Đừng khóc nha. Thử ké dưới lại cái này thử. Ừ, cứ cá ngon. Ăn cá chưa xong rồi bé. Nhìn tay em nè. Thầy quấn miếng cá rồi nha anh em. Từ nó đúng ấy. Tay bên đây không? Nó giòn hả? Đúng hả? Giòn không? Béo. Bữa đó bên hôn ăn. Ông còn câu ăn cái rụt rồi còn sống luôn, trái lóc còn sống luôn. Ảnh ra cái dèo á, thằng đúng vô. Ảnh đưa rồi anh nhai sống đồ nhai thì nhát nhát xíu rồi rút bèo xuống rồi đồ. Cá nó thơm. Ý là anh đang quay clip anh đang bèn chị rồi ấy. Nó chị. Nói chuyện gì vậy nói anh? Anh ruột cá sống không rồi đang ăn nha. Ăn cái này không? Ăn cái này không? Ăn rồi. Ngon. Ngon. Ngon ngon đi anh. Để chấm thử ớt muối thử. Ngon á. Chưa chấm. Cái đủ. Ngọt thì ké ngọt lắm. Ừ. Giòn. Chín đều hả? Ừ. Không có bị gãy. Bị tanh. Dạ không? Cá lóc nó ngon. Rồi mình rửa rồi. Rửa theo hơi quen nó chăm. Mình do cá lóc mình rửa mình ngâm 7-7-4-9 ngày rồi. Ngon.
ướp chứ. Cái ăn dê này nó ngon. Nó cái xì này nó. Đó. Thơm. Ngon mà khắp luôn á. Thơm. Ngon. Cay thì là ngon. Ngon khắp luôn ấy. Béo. Thấy cái ruột nó béo ghê luôn á. Ngon lắm, còn cái ruột kìa. Ui da. Trời. Tắm nhiều quá. Cay. Nước mắm em làm phải cay á. Cay thơm. Đồ nhìn em giống cái thằng anh Tham kia. Ngon lắm nha em. Không lấy dễ cay hơn lên. Dễ cay. Dễ nhiều lắm mà. Không có. Cay muốn nói nhưng biết cay. Nó đang cay mà. Nó đang cay nhiều. Cay thằng nào quay. Đang cay, nó đang cay nên là nó dễ cay lắm. Nó cay dù tối qua á. Ừ, anh để em bé em nó vậy, hai trái cũng cay mà một cái cũng cay. Ấy là đang quay clip hay là đang bàn chuyện dạy nước mắm? Không nói, nói về món cay. Bàn dạy nước mắm thì về nhà bàn nha. Anh nhưng mà mắt cái bóp đừng có khóc nha. Nói rồi biết luôn. Bóp đó nó. Đang có một tờ. Từ quý 2 à? Rồi 2 ngàn từ quý 1. Từ quý 1. Một tờ tiền Singapore. 2 đô Singapore với 1 đô Mỹ với lại cái chứng minh dân của vợ với lại hai cái thẻ ngân hàng. Đó, đó tới nữa mà tao chỉ cần kiểm thẻ ngân hàng rồi nó hết tiền rồi thôi. Xong. Không biết lý do nha, cái đó là không biết lý do nha. Nè, trong đó là không biết lý do nha, không biết lý do là tại sao nó mất nha. Nó kiểm tra mất à. Ờ nhưng mà mất cái bóp đừng có khóc nha. Anh lên mà ăn rồi qua ăn nha. Qua hết thôi anh em mình chiết khấu cho ăn. Chiết khấu 100% đi còn xương. Chưa ngon thì hả? Lại nấu, nấu cháo rồi. Ăn cái bánh đè thì ké ngon. Ừ. Chung ăn với tôi nhiều quá người ta chửi á. Chung ngon. Anh em chửi tất tập điện thoại luôn nha anh em. Ăn gì nhiều vậy? Thử miếng dê thử. Ít thôi. Ăn miếng dê của ớt. Nó kém hả? Dê đấy. Sao nó nhiều vậy? Cho miếng thịt ớt nè. Hả? Nó tới bụng nữa. Rồi cho bây đi về. Rồi đi về đây. Thử miếng dê ớt thử không? Ngon lắm, béo. Bé ăn thì bé dạ. Đu luôn nè. Nói chung là ngon. Ngon lắm. Ngon à. Các bạn có thấy ngon không? Các bạn ngon không? Ngon. Cho mấy bạn ăn miếng luôn. Cho này miếng nè. Đầu miếng nha. Anh chơi chơi đó. Anh chơi chơi đó. Đừng ăn thiệt đó. Anh chơi chơi đó. Anh giỡn quá nha. Anh thiệt. Quýnh á. Thử thử thôi chứ đừng ăn. Dạ. Cao quá nóng mũi luôn. Giờ như về bán luôn. Ờ. Béo mà. Ê. Ừ, cái đứa cầm khẩu trang. Corona. Chào. Rồi sao anh? Cầm khẩu trang chưa? Mày đi cách ly đi. Đó đá xì mà. Mày mày đi cách ly đi. Đang cách ly tại nhà mà. Được được về mẹ đấy cái gì không em vậy? Thì đó. Đúng không? Nhà em thì cách ly nhà đúng không? Mà luôn về mẹ đi. Về đây. Đừng được thì mẹ đi. Thôi nói chung là vị sao mà ăn gì cắm cuối ăn gì ăn dữ vậy? Ngon quá. Ngon quá, ăn không có hình sốt luôn. Không có nói gì luôn à. Ừ. Thôi đem đi vô nhà mày. Đúng cái đấy cái nên nêm nếm vừa nữa này. Ok. Mang về nhà luôn. Ok. Về nha anh em. Bye bye anh em, về chứ nha. Cái đây mà anh em nào mà ra thôi. Đồ cái đây thêm canh rượu hay thùng bia ngon ha. Thôi giờ anh em mình ra uống nhậu ha. Uống mấy lon bia uống vui đi. Đấy thôi. Video mình tới đây rồi. Mình tiếp mình cho một like một chia đăng ký nha. Bye bye. Bye anh em. Bye anh em. Bye. Bye. Mày làm cái có mấy đồ mẹ mày làm cái gì vậy? Đồ ăn hoài, cấp mẹ đi.